Nếu anh em muốn mua Robert một cách dễ dàng, nhanh chóng, uy tín, chất lượng thì hãy truy cập ngay robertviet.com để có thể thanh toán dễ dàng bằng thẻ điện thoại. Thanh toán dễ dàng, nhận ngay Robert nhé anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Thì cũng đã rất là lâu rồi mình không quay cái tựa game Anime Fighting Simulator. Nên rất nhiều anh em và các bạn đã comment nhắc mình thêm. Thì thú thật với anh em là cái tựa game này là mình nghỉ treo tầm khoảng một tháng nay rồi. Nên là hiện tại thì mình vẫn đang ở một cái rank như cũ, là cái rank Hokage hem. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái này ra cho anh em xem nè. Là rank Hokage hem. Thì bây giờ mình sẽ lên rank Kaioshin nha anh em. Thì mình cũng đã đủ lên được rank Kaioshin rồi, từ một tháng trước rồi. Nên là mình không có lên hem. Còn cái video Anime Fighting Simulator mình đăng gần đây cho anh em là một cái video quay cũng khá là lâu rồi anh em. Quay từ cái lúc mà rất nhiều anh em và các bạn comment là kêu cái Game Pass giảm giá đó. Thì sau khi mình mua xong á, là mình mới biết là mình đã bị lừa, mình đã bị dụ. Nhưng mà mình mua cái đầu tiên rồi, là mình biết là nó không giảm giá rồi. Nhưng mà lỡ rồi anh em à, lỡ theo lao rồi mua trất cù lư luôn. Lỡ bị dụ rồi cho bị dụ tới bến luôn anh em à. Rồi thì cái chuyện đó coi như bỏ qua đi em. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ lên rank Kaioshin cho anh em và bạn xem em. Thì rank Kaioshin yêu cầu mình là 1000 winner, gồm có trend, rồi đu ra, rồi chấp ra ha. Và mình phải cần đến 1 tỷ lần. Một bê ha, một bê mấy. Mà bây giờ mình 2 bê mấy rồi nên là dư rồi anh em à. Nói chung là mấy cái này thì mình lên hàng XS hết rồi nên là cái chuyện rất là bình thường ha. SX chứ, SX. Nên là winner là giờ chả coi ra cái nghĩa địa gì hết anh em à, up lên liền. Rồi rank tiếp theo sẽ là cái rank Sage này ha. Nó cần là 100 SX nha anh em. Hiện tại là mình vẫn chưa lên được đâu. Bây giờ là cao nhất của mình là mới có 8 à. Lâu lắm. Mình treo là chắc chắn là lên được hôm nay lâu rồi. Nhưng mà tại không treo anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ cất cái cái rank Kaioshin này vô ha. Nhưng mà có thì khoe chứ làm gì anh em. Để coi coi mình còn cái gì nữa không ta. Để xem nào. Coi coi thử coi mình còn cái gì để mừng ăn nữa không. Ở đây. À đây 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 đây. Mình có đến 39k Chigara anh em à. Kỳ này là mình phải chơi cạn trào ráo máng ở trong cái chỗ nào để coi 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 coi. Mình sẽ đi quay sức mạnh nha anh em. Đâu rồi ta, chỗ quay sức mạnh đâu rồi, mình chạy lòng vòng như vòng quanh thế giới rồi. Đây này đây này đây đây này ha. Mình sẽ quay sức mạnh mạnh nhất luôn. Bây giờ quay đi. Lần 2000 như anh em mình không tin là không quay ra sức mạnh bí hiểm á. Ở cái này nằm đâu đây? Quá bình thường. Mình phải quay ra ít nhất là đồ tím hoặc đồ vàng mới chịu. Này đâu đây? Là gọi thằng cái thằng phía trên anh em mà không được. Ra hàng king cái coi nào. Trời đất ơi, sao không phải là sức mạnh cái chữ đờ dưới đây mà đờ ở trên là sao? Khổ vậy. Đây nằm đâu? Sao ra toàn là mấy sức mạnh cùi cùi không anh em? Đúng thiệt không chấm mấy khó ra nha anh em. Khó ra nha chứ không phải dễ đâu. Mình sẽ chơi tầm mười mấy lần ha để xem coi là có ra hay không ha. Còn cái chuyện mà quay xanh tóc đỏ thì mình nghĩ là hơi khó. Mình biết là có bạn có rồi. Có bạn may mắn là lại bấm vài phát là ra rồi. Nói chung là tùy vào cái nhân phẩm thôi anh em à. Nhân phẩm mình xui thì quay không ra ấy nè. Ra được cái này là cái gì đây? Xài thử biết liền á anh em à. À này. Mày đu gì vậy? Mày đu gì mà đu hoài á? Dạ chiêu ơi. Từ 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 từ. Ghê vậy à? Mày sao thấy cái hiện tượng gì xảy ra để xài chuyện cuối đó? Không. Cung. Như hơi kỳ quan sát vậy. Hàng chi cái chiêu này mình thấy rất nhiều mấy bạn xài đối với mình nha. Rồi bỏ đi. Mình không thèm đu đó đâu đâu. Mình muốn là những cái kỹ năng ở phía dưới nữa. Quay đi. Mình quay xanh xanh tiền luôn nha anh em. Để coi coi mình còn bao nhiêu Chikara nè. Trời ơi. Quá nhiều cho một cuộc tình. Không tin là mình không quay ra được kỹ năng vàng á. Vậy là lúc nãy mình quay ra được kỹ năng đây nha anh em.
4 4,56% ha. Bây giờ tiếp tục quay thôi. Sao mà ra cứ toàn là ra cái Magic Red này không vậy ta? Cho mình quay lần chục lần một lượt để cho giải trừ. Thiệt, mấy kỹ năng toàn là mấy kỹ năng xí đú nằm phía trên không mà anh em à. Rồi rộn xíu đi. Nữa cũng nó nữa. Cũng cái thằng đu 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 nữa. Động tuyệt chứ. Em đi bình thường không đi. Em đu với điện em đi. Thiệt. Chán. Đâu. Này trời ở phía trên nữa anh em à. Kỹ năng 4% mình còn không lấy mà. Mình phải quay ra đồ vàng ha. Phải được đồ vàng mới được. Này trời đất cô thiệt. Không thỏa. Mình muốn lên cây Ushin là mình phải có được một cái vàng. Đây nè. Đây nè, chính nó anh em mà, chính nó cuối cùng nó cũng lò đầu ra đây. Đấy. Nó phải như vậy. Đâu để mình test thử cho anh em xem ha, số 5 ra. Đó. Con này là đỉnh nhất rồi nha anh em. Con này là 0,45 y cũng có con trên cũng 0,45 nè anh em à, hai con này coi như là cái tỷ lệ ra đồng nhau em. Nó phải như vậy, lên cái Oxin là màu vàng đúng không anh em? Thì phải có một con màu vàng đi tiếp tế theo sau chứ. Đâu xài chiêu à. Ủa không đu 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 nữa hả? Con này không la anh em à. Rồi ít nè. Xe ơi. Về cái coi. Sao mấy con này lạ vậy, để mình vào cái phần phần nào có kỹ năng quên à, đây nè anh em. Ủa đâu phải phần này, không phải phần đây nè, đúng nè. Đây nè, Z X chơi vơi ha. Dữ dội ta ha. Cái này là phải đi đánh boss test thử mới được. Lên chắp ra củ vĩ đồ các kiểu là điểu với gì à. Ui. Đỉnh hành mình nè. Kaioshin với Saiyan xem bộ là nó hơi xa đó nha bạn. Kaioshin là dạng là thần trảnh rồi, còn này là chỉ là mới lên được Saiyan thôi. Trưởng mình không chết anh em, tưởng đâu là một đám đó có thể tiễn dông mình mà nào ngờ làm gì được. Ơi để mình đi kiếm con nào đánh chơi đi ha, ở đây đánh củ vĩ đi anh em à. Hiện tại cái dàn chiêu thức của củ vĩ mình có được đúng có chiêu này nè. Đó, được có chiêu bơm vĩ thú rồi đó. Rồi bây giờ vô vô đánh củ vĩ chơi đâu. Con củ vĩ đâu, trời ơi, trời ơi, 93, 93 giây mới đi được rồi đi. Có cái game bát này đúng bài đã thì bên đây trái quỷ hay gì bên đây à. Này đi tìm trái quỷ đã lắm anh em à. À có một bạn đang chạy là đà tà 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 dưới kiếm gì kìa. Mình nhìn thử coi có trái quỷ không. Nói chung trái quỷ game này dễ tìm lắm anh em, không có gì đâu khó. Ủa cái này là gì vậy ta? À, đầu mình tưởng đâu cái ba lô gì chứ. Đó, mình có thể bay bay về, mình nhìn phía dưới nè nè, thấy nó chiếu sáng, nó chá sáng vậy, mình lợi mình lụm nè anh em. Mà toàn là ba cái rung chết không à, không có trái quỷ. Trái quỷ mình đang trái cái đô đúng không? Giờ kiếm trái nào là lạ ăn vô chứ. Đây nè. Chikara nè, lụm cho có thấy không? Phải lấy lại những gì đã mất chứ. Đó. Trái quỷ mình không thấy. Nói chung là trái quỷ là nó nằm rải rác, không không có anh em nào lụm đâu anh em à. Mình thấy ít anh em lụm trái quỷ lắm ha. Rồi mình qua cái khu vực vực này đi, khu vực của thằng Alpha One đi. Qua bên Alpha One chơi chứ. Qua đây đánh hình hình ra được kỹ năng ngon ngon. Sao anh em mình biết là từ khi mà có cái bản update mới thì anh em đã có hết cái bộ kỹ năng của boss Alpha One rồi, có mình chưa có thôi. Anh em nào ở cấp độ mà Final hay là xanh Shinobi là Saiyan đồ đều sở hữu hết rồi ha. Không mà cái game này nó làm dở ở chỗ á, là đáng lý ra đó là ở những cái khu mới này đó là phải để cho anh em luyện đủ đẳng cấp mới cho qua đó, nó mới đúng đó, anh em à, nó mới hợp lý á. Tại vì những anh em nè dưới đẳng cấp qua đây lấy những cái chiêu mạnh thì nó cũng không hợp lý cho lắm.
Đấy, nó phải phân chia cấp độ hoặc là phân chia sức mạnh. Ví dụ là anh em ở rank Saiyan là có thể là đi được khu vực nào, rồi anh em ở rank Kaioshin là có thể đi được khu vực nào, rồi anh em ở những cái rank thấp hơn hay là cao hơn là đi được ở cái khu vực nào và hoạt động được ở cái khu vực nào, chứ không phải là vừa mới vào có cái rank final hay là shinobi là có thể là đi tùm lum khu vực hết thì cũng không thỏa đáng lắm anh em. Tại vì mấy cái chiêu của boss á thì nó cũng khá là dễ lấy, chỉ cần vào đánh nó một cái sau đó là thoát ra, đánh nó một cái sau đó là thoát ra thôi. Nếu mà anh em nào có server VIP ha, một người cũng có thể làm được nữa. Rồi vậy là cái chuyện mà vào đây đánh boss thì chuyện đó xa xưa xa xỉ rồi, đâu để mình quay một cái lấy hên coi anh em. Lỡ hên ra Goku sao, rồi ra Odomai dẹp liền. Rồi bây giờ mình test thử cái đu 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 rồi mình nghĩ nha anh em. Đây, chỗ nam đây ha. Đây là cái con mà được ship từ dưới điểm lên chứ phải là con từ trên điểm xuống nha. Gì ghê vậy bạn? Bạn ra bạn làm phát phát cái không được cái toan hả bạn? Đây nè, tới mình nè. Đó. Tới mình nhẹ nhàng con đu đu thôi. Gồng. Gồng cái đó lên mạnh đó bạn. Đó, anh em thấy chưa? Rồi mấy bạn kia dí được theo mình xong thấy tình hình không ổn rồi, tình hình căng thẳng quá nên toan chạy rồi. Ủa sao cái chiêu này chắc là phải nắm trúng đối phương hay gì để mình giọng mình dỗ đó anh em. Nè, mấy bạn này anh em thấy những cái rank bình thường mà có được luôn chiêu này nè, mà mình đâu có đâu. Thấy không? Giọng đi con kia, hồi chiêu chưa? Trời ơi. Nó tiễn một đấm coi như toang anh em à. Nhanh gọn luôn á. Con này nhìn ngầu. Ngầu lòi vãi. Gặp gặp cái bộ anime này mình đâu có coi đâu anh em. Cái bộ mà có mấy cái con đi theo như thế này nè. Đi mấy con thần chiến binh gì đây nè. Đi theo như thế này mình đâu có coi nha. Nghe khó chịu không? Tới mình giật lại cái toang. Ra tay liền. Nó trộn ghê hả? Đây đây có thể là một cái nhân vật nào đó mạnh mẽ xuống ranh dưới. Ý xuống ranh dưới được anh em, mình chưa test thử cái vụ đó đó nha. Đâu để mình kêu xin mình xuống thử cái ranh phía dưới ha, lại Goku mình gặp thử coi, xuống thử cái ranh này coi. Không cho mình xuống anh em à, mình tưởng nó xuống ranh được chứ. Nó lấy cái ranh này đi lừa tình đi troll mấy bạn chơi. Trời ở đây còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 rank nữa, 6 rank. 6 rank này á là phải treo. Treo hơi lâu đó nha anh em chứ không phải là mau đâu. 6 rank này á nếu mà mau lắm á cũng phải 3 tháng. Thiệt anh em, treo game này rất là chua luôn. Mà quay clip lên là bị rất nhiều anh em mà nói này nói nọ nữa, thật sự rất là buồn. Tại vì mình bỏ công sức ra mình treo hái từng lễ. Có khi cả tháng đồng hồ mới lên được rank để cho anh em xem mà. Bị anh em này chửi nọ rồi đem so sánh người này người kia. Rồi so sánh với anh em. Anh em nghĩ anh em chơi bao lâu rồi mà mình mới chơi. Mình mới chơi cũng có tầm mấy tháng nay mình dậy rồi cũng ổn rồi. Còn anh em chơi game này cả năm rồi nên là đâu có so bì. Đâu có lấy anh em so bì ra được. Cũng giống như á là anh em học ở lớp mầm. Hay là anh em học ở lớp 6, lớp 7 mà anh em lấy anh em so với một một người nào đó, một anh chị nào đó lớp 12 rồi sao anh em so lỡ? Đúng không? Quá hợp lý rồi còn gì? Giống như là một cái món đồ. Đấy. Anh em mua cái điện thoại ở cái thời trước đi, rồi những cái thời sau này ra những cái điện thoại đẹp đẹp đẹp, anh em đâu có thể nào mà đem những cái điện thoại thời trước so với điện thoại thời sau được. Hiện tại bây giờ là anh em có điện thoại anh em xài là anh em quá ngon rồi. Còn ở lúc cái thời của mình đó hả, là mình xài nắp bật nè, rồi mấy cái điện thoại Nokia chuông đó anh em, nó mấy điện thoại màn hình trắng đen á, chơi trò rắn săn mồi á đó. Rồi mình đâu có thể nào mà so sánh với cái thời hiện tại với cái thời đó được, mình chỉ nói cho anh em hiểu thôi ấy. Nên là anh em đừng có so sánh vậy, nó quá khập khiễng đi ha, nó quá khập khiễng, chênh lệch quá là nhiều. Rồi thôi được rồi, coi như là video ngày hôm nay thì mình đã lên được rank Kaioshin và cũng quay được một cái nhân vật cũng thuộc dạng siêu siêu hiếm nha anh em. Thì mình nghĩ là với nhân vật này thì rất nhiều anh em cũng đã quay ra hem. Thì riêng mình đó thì mình chưa có coi một tập nào của bộ anime này á, nên là mình không biết là cái thằng cha này là thằng cha nào, nên là không có nói cho anh em nghe được.
mình cũng không có biết là nhân vật này là ở trong cái bộ anime tên gì nữa, tại vì cũng không biết tên để mà câu in em à. Thôi được rồi, video ngày hôm nay thì hẹn gặp lại anh em và bạn trong video lần sau ha. Thì mình mong là mình sẽ có cái thời gian để treo game này để tiếp tục làm cái game anime fighting này cho anh em xem lâu dài ha. Còn nếu mà thật sự mình không có thời gian, mình không sắp xếp được nữa đó, thì coi như là mình sẽ giã từ cái game này và sẽ không làm nữa nha anh em. Thì mình cũng gửi lời xin lỗi đến anh em trước ha. Rồi, thì hẹn gặp lại anh em và các bạn trong video lần sau nếu có thể. Rồi bye bye và hẹn gặp lại anh em nhé.